Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Messi tịch ngòi hơn 1.000 ngày ở El Clasico. Messi chạm mốc cá nhân rất thất vọng ở El Clasico trong ngày Barcelona thua Real Madrid thuộc khuôn khổ vòng 30 La Liga. Làm khách Real Madrid ở Alfredo Di Stefano, Barcelona cũng ngã với tỷ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Los Blancos là Benzema và Toni Kroos, trong khi đó Blaugrana có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của trung vệ Oscar Migueza ở phút thứ 60. Ở trận đấu rạng sáng nay tại Madrid, Messi được kỳ vọng lớn nhưng gây thất vọng. El Pulga im hơi lặng tiếng gần suốt hiệp thi đấu thứ nhất, phải đến những phút bù giờ thứ nhất hiệp 1, ngôi sao người Argentina mới tung ra pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, cú đá phạt góc đưa bóng trúng cột dọc. Dù thi đấu dẫn lỗ lực trong hiệp 2 nhưng Messi không thể ghi bàn. Ngoài ra El Pulga còn bất lực trong việc kiến tạo ở trận siêu kinh điển rạng sáng nay. Tình ngòi trước Real, Messi trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo ở El Clasico, kéo dài hơn 1.000 ngày. Đây là chuỗi trận không ghi bàn hoặc kiến tạo lâu nhất trong sự nghiệp của chân sút 33 tuổi ở trận siêu kinh điển. Trước trận thua Real Madrid ở vòng 30 La Liga 2020-2021, lần gần nhất Messi xé lưới Los Blancos là trận hòa 2 đều tại Camp Nou vào tháng 5 2018. Đáng chú ý, Messi đã không ghi bàn ở El Clasico từ khi Cristiano Ronaldo rời Bernabeu và Thibaut Courtois gia nhập Real Madrid. Ở trận đấu tại Alfredo Di Stefano, Thibaut Courtois đã cản phá thành công cú dứt điểm của Messi ở phút bù giờ thứ 2 hiệp 1. Tính cả tình huống này, thủ môn người Bỉ đã cản phá 6 pha dứt điểm trúng đích của El Pulga ở những trận siêu kinh điển. Phong độ thiếu thuyết phục của El Pulga là một trong nguyên nhân khiến Barca thua Real Madrid. Vì thất bại này, Blaugrana bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với một điểm kém Real Madrid và Atletico Madrid 65 so với 66. Khoảng cách này sẽ được gia tăng nếu Atletico Madrid thắng hoặc hòa Betis ở trận đấu thuộc vòng 30 diễn ra vào rạng sáng mai ngày 12 tháng 4. MU muốn gây sốc với thủ môn của West Brom. Theo tờ Mirror, MU có thể đưa thủ môn Sam Johnstone của West Brom trở lại Old Trafford trong trường hợp David De Gea hoặc Dean Henderson rời đi ở hè 2021. Mùa giải năm nay, cuộc cạnh tranh vị trí số 1 trong khung gỗ của MU diễn ra thực sự khốc liệt. Việc Dean Henderson đạt phong độ cao khiến David De Gea nhiều lần phải ngồi dự bị. Cả hai đều là những thủ môn hàng đầu, họ mong muốn được ra sân đều đặn. Theo báo giới Anh, David De Gea có thể rời MU ở hè 2021 nếu không được bắt chính thường xuyên. Anh hiện được Juventus và PSG quan tâm. Còn với trường hợp của Dean Henderson, anh cũng có thể cập bến Tottenham nếu như chơi tốt nhưng không được huấn luyện viên Solskjaer trọng dụng. Ngay từ thời điểm này, MU đã lên kế hoạch tìm kiếm thủ môn mới khi David De Gea hoặc Dean Henderson rời đi. Theo tờ Mirror, thủ môn Sam Johnstone trở lại từ West Brom đang là một trong mục tiêu của Quỷ Đỏ. Johnstone năm nay 28 tuổi, anh đang chơi khá tốt ở West Brom, song không thể giúp đội bóng này có được thứ hạng tốt ở ngoại hạng. Đội bóng của Big Sam đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng và đứng trước khả năng phải xuống hạng. Thủ môn sinh năm 1993 được cho là muốn tìm kiếm một câu lạc bộ mới nếu West Brom xuống hạng. Hợp đồng của anh với đội bóng này cũng chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2022. Johnstone từng có 5 năm làm việc ở MU trước khi chuyển tới khoác áo West Brom với giá 5 triệu bảng vào năm 2018. Bây giờ MU hy vọng số tiền 20 triệu bảng có thể đưa anh trở lại Old Trafford. Ngoài Johnstone thì Nick Pope của Burnley và Emiliano Martinez của Aston Villa cũng lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. MU cũng đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng mới với tiền vệ James Gardner, người đang khoác áo Nottingham Forest dưới dạng chờ mượn. Màn đỏ đánh giá cao tiềm năng của sao trẻ này và không muốn mất trắng anh. Haaland phá kỷ lục tốc độ tại Bundesliga. Tiền đạo Erling Haaland đã phá kỷ lục tốc độ tại Bundesliga 2020-2021 với pha bứt tốc lên tới 36,04 km/h ở trận Stuttgart gặp Dortmund. Trong trận đấu Stuttgart gặp Dortmund thuộc vòng 28 Bundesliga, đối khách đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2. Những người ghi bàn cho đội bóng áo vàng đen là Jude Bellingham, Marco Reus và Asgard Snow. Haaland dù không ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng vẫn có những đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội bóng. Anh hoạt động rất tích cực và khiến hàng thủ Stuttgart gặp vô vàn khó khăn về tốc độ, thể lực và sự tinh quái của mình. Đặc biệt, tiền đạo người Na Uy đã phá kỷ lục về tốc độ tại Bundesliga mùa này trong một pha phản công của Dortmund. Theo đó, tốc độ mà Haaland đạt được lên tới 36,04 km/h. Chứng kiến màn bứt tốc phi thường của Haaland, người hâm mộ không khỏi thán phục. Dù giành chiến thắng trước Stuttgart nhưng Dortmund vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ không có vé dự Champions League mùa tới. Hiện họ vẫn kém đội đứng thứ 4 là Eintracht Frankfurt với tới 7 điểm.
Đội bóng vùng vua cũng chuẩn bị có trận lượt về đầy khó khăn tại tứ kết Champions League với Man City. Ở trận lượt đi, Dortmund đã để thua với tỷ số 1-2. Kane xin rời Tottenham ngay trước trận gặp MU. Hàng loạt tờ báo lớn tại Anh đồng loạt đưa tin tiền đạo Harry Kane đã đích thân đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo Tottenham. Cụ thể, Harry Kane đã có cuộc nói chuyện với chủ tịch Tottenham Daniel Levy về nguyện vọng của mình. Ở đó, chân sút người Anh thẳng thắn bày tỏ về việc nhận thấy sự nghiệp của mình có dấu hiệu chững lại sau khi cùng với gà trống lọt vào chung kết Champions League 2018-2019. Harry Kane không giấu giếm mong muốn được thi đấu trong một môi trường đẳng cấp hơn và chân sút sinh năm 1993 xin được ra đi trong trường hợp Tottenham không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Nguyện vọng của Harry Kane không phải là không có lý. Đã bước sang tuổi 28, cầu thủ người Anh vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào cùng Tottenham. Chủ tịch Daniel Levy sau khi lắng nghe nguyện vọng của Harry Kane thì chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Hiện tại không ít ông lớn xếp hàng săn lùng chữ ký của Harry Kane. Ngay cả khi chấp nhận để số 10 ra đi, Tottenham chắc chắn sẽ đưa ra mức giá rất cao bởi hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn 3 năm. Tottenham giờ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, kém vị trí thứ 4 của Chelsea 5 điểm và đá ít hơn một trận. Tại vòng 31 Premier League, thầy trò Mourinho tiếp đón MU trên sân nhà. Trận đấu giữa MU gặp Tottenham diễn ra vào 22:30 đêm nay, ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Arteta mong chờ sao 40 triệu bảng chứng minh giá trị. Mikel Arteta chưa đợi Thomas Partey để lại vấn đề chấn thương ở phía sau và chứng minh tại sao Arsenal đầu tư 45 triệu bảng vào anh. Hè năm 2020 chứng kiến Arsenal chi lớn cho Thomas Partey, pháo thủ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ 27 tuổi, khiến Atletico Madrid phải miễn cưỡng nhả người. Dù vậy, Partey đã không thể phát huy hết khả năng trong mùa đầu tiên tại Arsenal khi liên tục dính chấn thương. Huấn luyện viên Mikel Arteta hy vọng rằng học trò sẽ sớm chứng minh giá trị của mình. Ông nói với các phóng viên, hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy phiên bản tốt nhất của Thomas Partey trước Sheffield United vào Chủ nhật và trận đầu với Slavia Praha vào tuần tới. Cậu ấy đã có thể chơi 2-3 trận và chúng ta cùng chờ cậu ấy kết thúc mùa giải một cách thực sự mạnh mẽ. Rất khó để đánh giá đúng về màn trình diễn của Partey cho đến nay bởi vì cậu ấy đã nghỉ thi đấu tới 6 tháng và đó là một khoảng thời gian dài. Cậu ấy vẫn đang thích nghi với cách chơi của Arsenal khác với những gì đã làm ở Atletico. Nhưng tất cả chúng ta có thể thấy những gì cậu ấy mang lại cho đội bóng. Vấn đề chỉ nằm ở việc Partey tìm thấy sự ổn định mà chúng tôi cần, bởi đó là người có khả năng. Chúng tôi có thể xây dựng đội bóng xung quanh cậu ấy. Khó khăn lớn nhất mà Partey gặp phải từ trước đến nay là thể trạng không được tốt. Mỗi khi bình phục, cậu ấy lại bỏ lỡ trận đấu tiếp theo, Partey không có thời gian để chuẩn bị thể lực. Để chơi ở cấp độ cao nhất, điều đó rõ ràng có ảnh hưởng bởi Premier League đòi hỏi thể lực thực sự tốt. Những vấn đề về gân, hông và cơ bắp đã khiến Partey phải nằm bạn với phòng điều trị trong những khoảng thời gian khác nhau từ đầu mùa 2020-2021. Cầu thủ người Ghana đã bỏ lỡ tổng cộng 17 trận đấu và sự vắng mặt của anh góp phần khiến Arsenal trở nên thiếu ổn định trong thành tích. Họ chỉ có vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng trước chuyến làm khách của Sheffield United vào đêm Chủ nhật. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!